Rất hạnh gặp lại tất cả các anh chị đã xem cái video này. Xin giới thiệu chút, tôi là học sinh Nguyễn Huỳnh Quốc Khánh. Thì hôm nay thì tôi đang có mặt tại một cái trang trại bò, nuôi bò rất là nhiều. Thì thực tế ra đây thì chúng ta thường biết rồi, thì đó một trong những cái giống bò về siêu thịt chúng ta có thể sử dụng về sinh sản cũng rất là tốt đối với giống bò ăn gớt này. Và chúng ta thường biết được những cái con bò như cái kia thì nó có thể thể trọng lên rất là lớn. Những con bò đực thì nó sẽ tăng trọng khoảng rất nhiều tấn đấy. Và con bò này, như con bò cái này có con hơn 1 tấn đấy, bình quân thì nó sẽ rơi khoảng dao động từ 7 tạ đến 1 tấn đấy. Chứ chúng ta thường biết là đấy, thường bò, giống bò này cũng là một trong những giống bò sinh sản rất là tốt và thể trạng rất là đẻ. Tại vì cái giống bò nó đẻ tốt hơn cả giống bò 3B nhá. Anh chị lưu ý một chút là nó đẻ rất là tốt. Tại vì giống bò 3B thì giống bò siêu thịt là thì thường thường ấy thì cái xương chậu nó rất là hẹp hơn đối với con bò này một chút. Nên là quá trình chúng ta sinh sản thì chúng ta nên lựa chọn những cái giống bò như thế này, nhập từ Úc về nhá. Tại vì mỗi cái thể trọng như thế này thì chúng ta có thể là sử dụng để nuôi đực, thì chúng ta có thể là nuôi hướng thịt. Còn bò cái thì chúng ta có thể nuôi sinh sản rất là tốt. Đấy là một trong những cái kiến thức em Khánh gửi tặng tới cả các anh chị. Còn cái vấn đề sinh sản ấy, thì tôi nói trước rồi. Thì trong quá trình chúng ta nuôi ấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái con nào mà nó dễ đẻ là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là thể trạng nó to và chúng ta có thể nuôi hướng thịt được những cái hiệu quả cao. Đấy là cái điều giá trị muốn truyền tải với tất cả các anh chị. Đây là một trong những cái trại bò quy mô chúng ta thường biết được, những con bò con như vậy kia nhập về, nái về thì nó đẻ ra thì chúng ta cũng thường biết là nó rất là nhiều, đúng không?